Hello, quay back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Need for Speed Most Wanted. Ok, let's go. Let's go. Ok, so và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Need for Speed No Limits. Let's go. Okay, let's go. Thank you.
Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ ba, Shepherd's Creed. It's a great game. Oh my god. Okay. Tiếp tục. Let's go. Bỏ rồi, đúng là không thể nào lách nổi luôn. Let's go. Wow. Oh my gosh, wow. Chạm ngay vào một chiếc xe bàn. Đi luôn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Review Rushing. Let's go. Ok, được thêm 800 tiền. Lên 2, chưa thể nâng cấp được. Rồi, let's go. Oh my gosh. Wow. Oh, đâm rồi. Quả rồi thì lock out quả rất là đau. Cái hồ sơ. Mình sẽ phải cày tiền, sau đó thì sẽ mua chiếc xe ngon hơn. Let's go.
xe mình. Tại con. Ok, lại có lái xe. Xe có thắng được không? Cái xe này tài thật. Không sao. Quảng vừa rồi rất vui xe. Rồi ok, các bạn có thể update cho xe, sau đó thì sẽ đua lại để thành công quả lại. Rồi let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Đó là First Night. Let's go. Sáu không biết xe này update lên có khỏe không. Full rồi. Ok. Lại phải update thì các bạn mới đua được. So let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Hai Cream Rushing 2. Let's go. Số 4. Mình sẽ nâng cấp cái này đi. Bánh đi. Cân bằng. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. CR Classic. Yeah.
4, 2000, rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, CR Rushing 2. Mười một nghìn, wow, chỗ này là bao nhiêu? Quá đắt, ok. Đây là xem các màu xe. Cái này phải có căng thì các bạn mới đua được cái này. Ok.
về tiền tiếp, sau đó khi nhiều tiền các bạn sẽ mua được cho mình chiếc xe thật đẹp. Ok, tiếp tục nào. Ok, so và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Taxi Sip 2020. Ở đây thì các bạn có thể chọn vào buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi tối. Vẫn đủ tiền mua chưa? 250, 1750, 4700. Đã có một chiếc taxi xịn. Let's go. Rồi các bạn chỉ cần đâm vào ai thôi là các bạn sẽ bị đền tiền. Tiếp tục các bạn sẽ đi trở với khách hàng tiếp theo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái video. Camber Vice Bridge. Let's go. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Us restroom. Let's go. Rồi, và các bạn sẽ update, sau đó thì sẽ tiếp tục đua tiếp phần đua còn lại. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.